Tại hội thảo khoa học ứng dụng hệ thống lưu trữ năng lượng và công nghệ nâng cao hiệu suất cho các dự án năng lượng tái tạo do Hội đồng khoa học tạp chí năng lượng tổ chức vừa qua, các chuyên gia và đại biểu tham dự đồng tình cho rằng việc phát triển công nghệ tích trữ năng lượng và phát triển thủy điện tích năng là cấp thiết trong bối cảnh nguồn năng lượng tái tạo sẽ ngày càng tăng cao trong hệ thống điện phát biểu khai mạc hội thảo đại diện cục điều tiết điện lực bộ công thương cho biết mặc dù là nguồn năng lượng xanh nhưng điện mặt trời và điện gió có tính không ổn định không liên tục giữa các thời điểm trong ngày và giữa các tháng trong năm việc tích hợp nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện ngày càng tăng nhanh đã đặt ra những thách thức mới trong việc vận hành ổn định an toàn và nhiều vấn đề kỹ thuật với các chủ đầu tư nguồn điện mặt trời việc phải giảm phát do nghẽn lưới nhu cầu phụ tải thấp đã giảm hiệu quả kinh doanh đáng kể điều này đã đòi hỏi cần phải đầu tư các công nghệ nhằm tăng tính linh hoạt ổn định điện áp Dự phòng vận hành tăng nhu cầu chuyển dịch giữa đỉnh và đáy của phụ tải, cùng với công nghệ lưu trữ năng lượng, các đại biểu cũng đề xuất cần phát triển thủy điện tích năng trong giai đoạn tới, đó là chính phủ cần sớm có chính sách thúc đẩy ứng dụng giải pháp đầu tư lưu trữ năng lượng đối với các nhà máy năng lượng tái tạo hoặc cho toàn hệ thống điện, xem xét đầu tư xây dựng các dự án thủy điện tích năng khác. Với ưu điểm có công suất, dung lượng dự trữ lớn, thời gian khai thác lên đến 70 đến 80 năm, việc phát triển thủy điện tích năng sẽ hỗ trợ nâng cao khả năng vận hành của hệ thống.